cả là tại mình thấy cái trò này trên TikTok cho nên mình mới tới đây nè. Không phải là chỉ vì mấy cái đồ chơi lạ lạ này đâu, nhưng mà mình bất ngờ cái đây là cực kỳ sạch sẽ, thậm chí là đi bơi dưới nước còn có nhạc nghe nữa. Tại cái hũ phía nhìn đại lại tôi, chợ lớn downtown. Trời mọi người ơi, cuối tuần hay là lễ là mọi người phải xuống đây chơi thử một lần. Cái ngày giỗ tổ Hùng Vương gia đình mình xuống đây chơi, trời thích dã man luôn á. Nhưng mà có chỗ nắng, chỗ râm nữa, không phải là chỗ nào cũng nắng. Lúc mà em mình rủ mình xuống đây á, trời nghe mà nó quá dễ sợ. Mấy bữa nay thời tiết Sài Gòn nó nóng mà không có gì để nói luôn á. Ai cũng đòi đi thì ok, chiều thôi. Ở đây hơi bị bất ngờ là tại vì nó rộng hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Họ giải quyết được cái vấn đề nắng nóng bằng cách là có rất là nhiều mái che. Mọi người thấy không, che hết nguyên một cái khu đồ chơi luôn. Mới vừa vô mua vé này sẽ có một cái xe để chở mình đi vô trong khu trò chơi. Mà cái xe này cũng dễ thương lắm mọi người, có dù cho mình che nữa. Lối đi và bạn cho gia đình cũng đều có mái che hết nha. Rồi cái quạt thổi cho bớt nóng là thổi cỡ này nè. Mấy cái trò chơi ở đây chắc cũng phải mấy chục trò lận á. Trò nào trò đó cũng lạ hết sức. Kiểu như các bạn muốn chơi là phải tự thân vận động, không có máy móc gì ở đây hết á. Muốn lạng được một vòng là phải đạp thấy bài vậy luôn á. Ở ngoài ngồi coi mấy đứa đó chơi mà mắc cười dễ sợ luôn. Tôi có bầu đi vô đây một cái là chỉ có một nhiệm vụ thôi là coi đồ thôi. Ở ngoài nó sẽ có những cái khu mà cho người lớn chơi cũng được nè, hoặc là cho cỡ Mickey chơi cũng được. Có thêm một cái khu nhỏ nhỏ trong nhà là để chơi đá banh bia nè. À cái này tôi chơi được nha. Xong rồi có một cái nhà phao nữa, nói chung là dễ thương lắm. Chơi cho đã ướt mồ hôi bên đây thì các bạn có thể qua cái phần công viên nước. Bên đây thì nó sẽ có hai cái hồ bơi, một cái hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế nè, còn một cái là nhỏ nhỏ bình thường. Ở đây được tiệt trùng bằng tia hồng ngoại cho nên không có mùi clo. Đỉnh một cái là xuống nước còn có nhạc nghe nữa nha. Bên đây thì nó sẽ là khu trượt nước cho con nít nè. Phía bên đây là có nguyên một cái hồ tạo sóng luôn. Và một điều mà mình cực kỳ thích ở đây đó chính là cực kỳ sạch sẽ nha mọi người. Từ nước nè, nhà vệ sinh nè, phòng tắm, phòng thay đồ rất là sạch luôn á. Thôi mình đi là giỗ tổ Hùng Vương á cho nên nó cũng đông chứ không phải là vắng đâu nha. Nhân viên là họ xử lý liên tục vậy đó. Nếu mà hứng là muốn đi bơi thì ở đây cũng có bán đồ bơi. Nói chung là đối với một người có gia đình và có con nhỏ như mình thì chỗ này quá ok luôn. Sạch sẽ, an toàn, không quá nắng lúc nào cũng là tiêu chí đầu tiên của mình hết. Ăn trong đây thì giá cả nó cũng không có quá mắc nha. Nhưng mà nói thiệt thì nó cũng không có nhiều lựa chọn lắm. Giá vé cho khu trò chơi không là 100 canh một người. Nếu mà muốn bơi luôn á là 200. Chỗ này có tên là Vân Lại Viên ở Long An nha mọi người. Nói Long An vậy thôi chứ nó gần xịt à. Nhà mình quận 10 lên đó đó chỉ có 40 phút thôi. Chỉ mà với tại chỉ vào mùa lắm chưa hề biến đồ quả nè. Hello.